báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ.